Thưa quý vị, thưa các bạn, Tây Nguyên có hơn 5 triệu hecta đất nông nghiệp, trong đó có 1,3 triệu hecta là đất đỏ Ba Gian. Cùng với những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng nên rất phù hợp với nhiều loại cây trồng. Cũng vì thế, vùng đất này đã trở thành trọng điểm đối với các loại nông sản chủ lực của cả nước như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, maca, v.v. và nhiều loại cây ăn quả khác. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này lại rất khiêm tốn. Do vậy, phải tập trung đẩy mạnh giải pháp liên kết xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm các tỉnh Tây Nguyên. Tây Nguyên đã trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực có quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp và cây ăn quả. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu của vùng Tây Nguyên còn rất khiêm tốn. Trong 2 năm 2022 và 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng mới đạt khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm chưa đầy 1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của vùng mới đạt gần 3,8 tỷ đô la Mỹ năm 2022 và trên 3,7 tỷ đô la Mỹ năm 2023, chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cơ cấu hàng xuất khẩu của vùng chủ yếu tập trung vào một số nhóm hàng cây ăn quả, cà phê, gia vị, cây dược liệu, một số loại cây công nghiệp và khai thác tài nguyên. Theo thống kê, cà phê Tây Nguyên chiếm 94,8%, cao su chiếm 22,1%, hồ tiêu chiếm 68,6%. Điều kiện rất là thiết yếu đối với công ty, và công ty nhận thấy đây là một trong những vấn đề cần thiết trong cái việc phát triển bền vững. Ngay từ khi thành lập, thì công ty đã tập trung vào hỗ trợ bà con nông dân cũng như là các cái hợp tác xã để xây dựng cái chuỗi giá trị cacao. Cho nên đến nay thì công ty đã có 2 hợp tác xã cùng với cái mạng lưới bà con nông dân tầm 250 hộ với diện tích khoảng tầm 300 hecta. Thì với diện tích này thì công ty đang hỗ trợ bà con nông dân cũng như là thu mua để đảm bảo được cái nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Bước đầu ra thì người ta chỉ có biết, hoặc là nhiều người thực tế là có cái bột chuối xanh luôn hả, người ta không có biết. Nhưng mà sau một thời gian 2 đến 3 năm thì mình được bên địa phương cũng như là bên tỉnh tạo nhiều cái hội chợ triển lãm này, rồi là nhiều cái xúc tiến, rồi nhiều cái cuộc thi, đem ra mình cũng có nhiều cái để mình tiếp cận và tiếp xúc được rất là nhiều đối tượng. Nhằm đẩy mạnh liên kết vùng cũng như tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới đây đã đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên để tìm giải pháp hữu hiệu trong liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của địa phương vùng Tây Nguyên, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm phát triển sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Do rất nhiều những cái điểm nghẽn, từ là về kết cấu hạ tầng, từ là tính liên kết vùng trong sản xuất kinh doanh đầu tư. Cụ thể ở đây là chúng ta chưa tạo được những cái vùng nguyên liệu lớn, vùng nguyên liệu có thể là kiểm soát được chất lượng cũng như là truy xuất nguồn gốc, hoặc là mã vùng trồng sản phẩm để tạo ra được cái vùng nguyên liệu lớn. Cho nên là chúng ta sẽ phải có thiết kế ra những cái hoạt động xúc tiến thương mại rất là đặc thù trong thời gian tới. Thứ nữa là chúng ta sẽ phải là có những cái hoạt động là liên kết lẫn nhau trong việc là quảng bá cho hình ảnh của địa phương. Ở đây cụ thể là chúng ta nên và cần là phải quảng bá những cái nông sản, những cái sản phẩm chung của cả vùng Tây Nguyên, chứ không nên là chỉ là quảng bá cho Đắk Lắk riêng, hoặc là cho Đắk Nông hay là Kon Tum hay Gia Lai riêng. Hiện nay với cái lợi thế của 5 tỉnh Tây Nguyên thì chúng ta đã đạt được những thành tựu rất là quan trọng trong cái giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn tới thì chúng ta sẽ cùng nhau để hướng tới một cái nhiệm vụ rất là quan trọng theo cái chỉ đạo của Bộ Công Thương, đó là chúng ta cùng nhau liên kết lại các cái sản phẩm chủ lực của các địa phương, xây dựng cái thương hiệu, nhãn hiệu cũng như cái hàng hóa trong quá trình sản xuất, tiêu thụ để xâm nhập vào các cái thị trường truyền thống cũng như là mở rộng các cái thị trường khác, theo một cái hướng là tập trung nguồn lực của các tỉnh Tây Nguyên để chúng ta đạt được cái mục tiêu phát triển của các tỉnh trong giai đoạn tới. Để hỗ trợ thúc đẩy vùng Tây Nguyên có sự chuyển mình khởi sắc trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, các tỉnh vùng Tây Nguyên cần liên kết với nhau để cùng thống nhất đồng hành phát triển các sản phẩm thế mạnh chủ lực cho từng nhóm sản phẩm của vùng. Từ đó xác định các mô hình chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị phù hợp để khai thác các giá trị sản phẩm tốt nhất.